Vụ bạo hành bé trai 11 tuổi bắt bạn trai người mẹ Ngày 2 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Việt Trì, Phú Thọ cho biết cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Xuân Hùng về hành vi cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134, Bộ Luật Hình sự. Theo điều tra, khoảng 22 giờ ngày 25 tháng 6 tại nhà nghỉ đang tiến hành xây dựng ở khu 7, xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì của chị C. T sinh năm 1981, do mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, Lê Xuân Hùng là bạn trai chị N đã dùng một đoạn dây đánh nhiều lần vào người cháu C. S. N. M. sinh năm 2013, con riêng của chị N khiến nạn nhân bị nhiều vết xây sát, bầm tím trên cơ thể. Kết quả trưng cầu giám định của Trung tâm Pháp Y, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể của cháu M là 5%. Cơ quan xác định hành vi của Hùng đã cấu thành tội cố ý gây thương tích. Vào cuộc điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Việt Trì đã khẩn trương triệu tập các đối tượng có liên quan, đồng thời tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng điều tra, xử lý theo quy định. Bé trai nghi bị bố sát hại tại trung cư ở Hà Nội. Ngày mùng 2 tháng 7, chỉ huy công an quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho biết đơn vị vừa bắt giữ một nghi phạm để điều tra vụ án mạng xảy ra tại phường Phú Diễn. Theo thông tin ban đầu, tối ngày mùng 1 tháng 7, tại một trung cư ở phường Phú Diễn, một bé trai bị sát hại nghi phạm là bố đẻ của nạn nhân. Ngoài ra, mẹ của cháu bé cũng bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa, tổ chức điều tra. Nhà chức trách cho biết, đến sáng nay, cảnh sát vẫn chưa lấy được lời khai của nghi phạm do đối tượng có biểu hiện bất thường về tâm lý.